là những đứa nào mà mày nghĩ tao như thế nào? Đi đây. Không phải là cái gì cả đây. Ôi yêu ai ôi anh. Hôm nay tao và đang nghĩ là cái gì? Hả cái hẹn. Mày có phải này chúng mày vào đây nhà nghỉ mà không có gì. Thế mày bây giờ mày háo trai đúng không? Hôm qua tao mới địt mày xong mà hôm qua đêm qua thằng khác nó cũng địt mày xong. Không phải đâu, không, nhưng mà cô Nghiêm Chí anh em tao giữ này. Đây là toàn anh em trong nhà. Chào anh em nha. Tao bắt gặp chúng mày trong nhà nghỉ, bây giờ chúng mày giải thích tao vấn đề gì, chúng mày nằm vào trong nhà nghỉ làm gì? Chúng mày vào trong một phòng nhà nghỉ mà chúng mày bây giờ chúng mày bảo chúng mày vào đi chơi thì chúng mày nghĩ thế nào? Mà mày này là em tao, mà mày là vợ tao, mà nó là em thằng bạn mày, mày háo trai mức độ như thế. Háo như hai anh em ngồi có gì đâu. Bây giờ tao bắt gặp mày chính xác trong nhà nghỉ, giờ mày cãi với tao đi như thế nào? Thôi, em nhà. Bây giờ mày giải thích cho tao. Mày rất đẹp, tao công nhận mày luôn luôn đẹp. Bây giờ mày giải thích đi. Nhưng mà không may nó lại vào thằng em miền, nó lại là thằng em, nhưng mày lại nghĩ thế nào mày đi vào nhà nghỉ mấy con vợ tao? Mày giải thích tao đi. Bây giờ mày vào trong nhà nghỉ, hai đứa trong nhà nghỉ với tao thì chúng mày giải thích cho tao cái vấn đề này cho tao. Mày giải thích hai đứa vào trong nhà nghỉ ngắm đào cò. Thế chúng mày giải thích thế là đơn giản, thế là xong à? Tao không thèm động đi chúng mày. Vâng, em thì đúng, bây giờ em không nói gì. Tao không thèm động chúng mày, bây giờ tao gặp chúng mày toán sống chúng mày hai đứa trong nhà nghỉ. Đây là cái con hẹn nó cực kỳ háo trai, mày phải nên nhớ như thế, mày phải nên nhớ ấy. Nó là vợ tao nhưng nó cặp rất nhiều thằng, nhưng tao không mà tao chưa bao giờ bắt gặp một lần. Cô này. Đây là toàn anh em trong nhà. Anh em sáu toàn những cái không có gì cả, những cái này không ai. Đấy là tao bỏ. Xong xe vào trong mà ra ngoài hắn thì để đấy. Không biết đồ để đấy đâu. Cô kiên trí, vì hôm nay cháu bắt gặp sống vợ cháu nó trong nhà nghỉ với cha. Bây giờ nó giải thích thế nào vì một mình nó với một người đàn ông trong nhà nghỉ. Mày giải thích với tao đi, mày tao không bắt gặp mày trong nhà nghỉ, mày không làm gì được tao đúng không? Thế bây giờ tao bắt gặp mày trong nhà nghỉ. Mấy một thằng này nó lại thằng em tao, bây giờ mày giờ chúng mày nghĩ thế nào? Thằng Mong nó học cùng với tao. Bây giờ cái chuyện này bây giờ nó lên rồi thì chúng mày cũng tan nát. Tao nói chúng mày biết. Bây giờ chúng mày giải thích tao. Tao không thèm động chân động tay chúng mày. Cần chưa đấy ở nhà đấy. Chúng mày không có một cái lý lẽ nào giải thích ở đây được, vì chúng mày có hai đứa trong một phòng trong nhà nghỉ. Mày giải thích kiểu gì được với tao? Bây giờ cái con này mày là vợ tao đúng không? Mày chưa cắt đứt đúng không? Mày vẫn có quyền mày đi nhà nghỉ với thằng khác đúng không? Bây giờ mày giải thích với tao, mày giải thích đi. Mày bảo là tao không bắt được mày trong nhà nghỉ thì mày bây giờ mày không làm gì được tao. Bắt em có làm gì không? Mày có làm gì trong nhà nghỉ? Bây giờ hai đứa trong nhà nghỉ không làm gì. Bây giờ mày giải thích đi. Bây giờ cuộc sống của mày này, công việc của mày này, vợ chồng mày, con mày, tao đã bổ tao nấu cơm, tao bổ về ăn cơm với ba bố con, mày không một lời trả lời. Đấy, bây giờ mày giải thích tao với thằng Miền. Mày nghĩ thế nào mày vào nhà nghỉ với vợ tao? Ngắm đầu cò vào trong nhà nghỉ, hai đứa trong nhà nghỉ ngắm đầu cò đẹp thật. Thôi anh ơi, đây em. Mày có vợ có chồng có con rồi. Nó bẩn tay bẩn chân, tại vì sao tôi nói này. Đã này anh em trong nhà với nhau đấy, nhá. Con thầy vợ bạn, nhá. Tao chỉ nói mày thế thôi. Bây giờ mày nghĩ thế nào về cái cuộc sống này? Không thiếu gì gái. Mày là sao mày lại khổ ấy hả? Họ Miền. Đây, chúng mày tao phải nói cho mày biết nhá, cái hẹn này nhá, nó cực kỳ háo trai. Mày phải nên nhớ là như thế. Tao biết nó như vậy. Mày cãi đi, mày bây giờ mày trong nhà nghỉ mới con trai giờ mày cãi đi. Không làm gì đâu. Không làm gì, hai đứa trong nhà nghỉ không làm gì, mày giải thích tao. Thôi nha nào. Bây giờ cô ấy không ảnh hưởng một gì cô. Còn cái cỡ mày ấy, với cả hai đứa mày ấy, mà để tao mà phải vào thì mẹ bắt chúng mày ấy, thì tao đã không tôn trọng chúng mày. Tao vẫn lịch sự, mày hiểu cô tao nói, vẫn để chúng mày nhẹ nhàng, tao vẫn có cửa lần thứ nhất để tao cho chúng mày biết một điều là bọn tao đang ở ngoài. Đấy là tôi tôn trọng mày, đừng mở mồm ra mà nói cái câu chuyện là bọn em vào đây mà gì. Tao chưa biết nhưng mà
mày nói như thế là đéo được. Bây giờ chúng mày làm cái điều gì lương tâm chúng mày biết nhá. Tao nói mày nhá, mày là con gái tao, đây là vợ của anh tao, tao tạm thời tao không nói chuyện mày. Nhưng mà cái địt mẹ mày, cái thằng này ấy, mày ngu như một con chó. Mày biết là địt mẹ mày lấy những điều cấm kỵ, lấy xã hội thì nó là chuyện bình thường. Đây địt mẹ mày, mày ngước lên mày nhìn anh đi, mày ngước lên. Tao là bạn thằng Mong ấy, mày nghĩ cái gì mày vào nhà nghỉ mấy cái nhẹ con vợ tao. Bây giờ mày ăn nói nào với bố với mẹ mày, với anh mày, mà cuộc sống trong làng mà ra trông nhau vào trông nhau, mày nghĩ mày vui có hì hứng không? Mày làm trước khi mày làm, trước khi mày làm những việc này mày có thấy, mày thấy nhục không? Xin lỗi không đơn giản chỉ là một câu xin lỗi, nó cả một cái nhục nhã của cuộc đời. Mày không thấy cái nhục nhã? Còn bây giờ cái hẹn mày còn lời nào để mày nói tao, mày không bắt được tao trong nhà nghỉ, mày không làm gì được không? Mày giải thích đi. Mày đi với bao nhiêu thằng, bây giờ mày còn đi với thằng Viền nữa. Mày nhớ mày cặp với thằng Tài bộ đội 45, 47 rồi. Còn tao, tao không đánh chúng mày. Còn thừa khả năng tao đánh chúng mày, nhưng mà tao đánh làm gì? Bây giờ, nói biết rồi. Phải đi. Còn cái con này này, chắc tao với mày sẽ cuộc đời này không được còn với nhau nữa rồi, mày phải hiểu như thế. Bây giờ cái mặt mày vênh lên đây, mày hết vênh với nhà nghỉ đi. Ôi cô nãy, để cháu lần này để nó biết cuộc sống của nó, cháu đã tạo mọi cái điều kiện công ăn việc làm cho nó gần gũi, có con thuận lợi, hai đứa một trai một gái, mà cháu đã cố gắng xe đẹp, cháu cố gắng tạo xe đẹp, đến hôm qua vẫn ăn nằm với nhau. Vừa đến 1 giờ đêm nói bò về nó ngủ với một thằng khác khoảng 45-47 tuổi, nhưng mày đừng có nghĩ đơn giản mày ngủ với nó là xong. Mày cứ bỏ cái mặt của mày ra. Tao nói thật mày, đếm nước này mày. Còn thằng Viền này, tao không nói mày nữa này. Còn mày, tao không cần giải thích, xin lỗi không hết được những cái mặt nó giấu đi đâu cho thoát. Tao nói thật mày, tao biết mày này.